về nguyên tắc, thực phẩm khô không cần sử dụng hóa chất bảo quản, mà chủ yếu bảo quản bằng cách ướp muối, phơi thật khô, sấy khô. Nhưng trong thực tế, nhiều nơi sản xuất vẫn dùng phụ gia thực phẩm nhằm giúp sản phẩm bóng đẹp và để lâu hơn. Cá khô hay mực khô là loại thực phẩm dễ bị kiến đục, muốn để lâu hay đem đi xa phải tẩm ướp rất kỹ, nếu không chỉ vài ngày là hỏng. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn sử dụng thuốc Triclofon để đuổi ruồi muỗi và giữ cá được lâu hơn. Việc làm này diễn ra rất tinh vi, vì vậy mà nhiều người nội trợ rất khó để có thể phân biệt được loại cá nào đã bị tẩm ướp loại hóa chất này. Khô cá là cá đem phơi khô để giữ lâu ngày, dùng làm thức ăn mà không cần tủ đá. Phương thức phơi khô là một cách giữ thực phẩm cổ nhất của nhân loại. Khô cá có thể để hàng năm mà không bị hư. Cách thức phơi khô khá thô sơ nhưng hữu hiệu, thường được ngư dân áp dụng để giữ các mẻ cá đánh về nếu không tiêu thụ kịp. Cá khô cũng có ưu điểm là dễ chuyên chở hơn là cá tươi. Cũng như rau và trái cây, quá trình làm khô cũng mất đi một số loại dinh dưỡng chính trong cá như vitamin A, D, E. Tuy nhiên, người ta tìm thấy trong các loại hải sản khô như cá, tôm khô có giá trị dinh dưỡng cũng chẳng kém hải sản tươi. Chẳng hạn, người ta tìm thấy trong cá khô chứa hàm lượng protein và muối khoáng rất cao, đặc biệt là canxi, phốt pho, natri và kẽm. Thêm vào đó, các loại axit amin như amino acid, axit glutamic, protein, arginine cũng khá cao. Như vậy, giá trị dinh dưỡng của hải sản nói chung là rất cao, kể cả hải sản tươi và hải sản khô. Hàm lượng muối khoáng bị mất do quá trình làm khô có thể được phục hồi khi nấu trong nước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần dinh dưỡng trong 100g ăn được của cá khô gồm có 291 kilocalo, 32,6g nước, 60,1g chất đạm, 4,5g chất béo, 2,5g chất đường bột, 0g chất xơ. Trong đó, cá có chứa một số chất khoáng vi lượng rất quý như sắt, kẽm, mangan, selen và cả hormone nam testosterone. Đặc biệt, cá khô có hàm lượng chất đạm cao hơn cá tươi nhưng lại mặn và dễ bị ẩm mốc. Vì vậy, đã có nhiều cơ sở sản xuất cá khô lựa chọn việc tẩm hóa chất Triclofon để chống ẩm mốc và đuổi ruồi muỗi. Triclofon là hóa chất dùng trong công nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng. Đây được coi là khắc tinh của côn trùng, có thể diệt được chúng trong một thời gian rất dài mà côn trùng không sinh sôi trở lại. Chất này nằm trong danh mục cấm sử dụng vào công nghệ chế biến thực phẩm. Các loại cá khô, tôm, mực khô thường do những người sản xuất nhỏ lẻ làm, tự ý cho loại chất độc này vào, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe của người sử dụng. Nó là chất có độc tính cao, dễ hấp thụ qua da, có thể gây dị ứng nặng cho da. Nếu hít phải chất độc này, sẽ có nguy cơ xuất huyết đường mũi, ho, tức ngực, khó thở. Mắt thường tiếp xúc với Triclofon cũng sẽ bị chảy máu mắt, mờ mắt, dẫn đến mù lòa. Trong trường hợp nhiễm nặng, có thể bất tỉnh, co giật, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, không phải loại cá khô nào cũng chứa hóa chất độc hại, nhưng rất khó để xác định trong đó có dư lượng vượt mức hay không nếu chỉ nhìn bằng mắt hay sờ bằng tay, bởi đây là loại chất độc không mùi, không màu. Nhiều người dì tai nhau rằng
bằng cách ngửi, nếu thấy mùi hắc hắc thì không mua. Nhưng thực tế, cá tôm, mực khô vốn là những thực phẩm rất đậm mùi. Hóa chất dù có mùi thì cũng khó mà lấn át được mùi tanh của thực phẩm. Hóa chất để mà sử dụng bảo quản cá khô thì mục đích để người ta làm có những hóa chất để mà chống hôi thối, mà chống phân hủy của cái protein của cá để bảo quản được lâu, nó khô được lâu. Như vậy thì bản thân một cái hóa chất mà diệt được vi khuẩn, chống được vi khuẩn và chống hôi thối thì cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đặc biệt có thể một số nhân ăn có thể gây ra một cái tiêu chảy hoặc là gây ngộ độc. Đặc biệt nếu như cá nóc thì làm không sạch mà có cả còn gan để có thể gây suy thận cấp. Cá khô có nhiều loại như là cá cơm, cá nục, cá thu. Tuy nhiên, mỗi loại có một cách làm khô khác nhau. Với các loại cá to như cá thu, cá nục, khi sơ chế cá để phơi, đánh hết vẩy, lát đôi cá thành hai nửa mỏng, giống nhau, bám nhau ở phần sống lưng, bỏ hết mang và ruột cá, rửa thật sạch tiết cá, kể cả những màng đen thường có trong khoang bụng cá cũng lột sạch hoặc đánh rửa sạch, rửa bằng nước biển hay nước muối là tốt nhất. Sau khi để ráo thì ướp muối, tùy loại cá đậm nhạt thịt khác nhau, thân thịt dày mỏng khác nhau, thớ thịt săn lỏng khác nhau mà người ta dùng lượng muối khác nhau và ủ nhanh chậm khác nhau. Thông thường, 1kg cá cần 1kg muối và ủ trong 3 giờ đồng hồ. Còn đối với cá loại nhỏ như cá cơm, ngư dân đánh bắt về chỉ việc rửa sạch và phơi khô. Theo kinh nghiệm của những người dân vùng biển, muốn lựa chọn cá khô ngon và không tẩm hóa chất thì điều đầu tiên bạn nên quan tâm đó là màu sắc bên ngoài của cá. Màu sắc của cá phải vàng trong và sờ vào không thấy dính nhớt. Nếu cá khô đục có những đốm màu nâu hay rỉ nước là cá đã để lâu ngày. Một cách khác để chọn cá khô ngon là cầm con cá trên tay, ngửi thấy mùi tanh nhẹ chứ không nồng nặc, mắt cá có màu trắng. Theo kinh nghiệm nhà bà buôn bán lâu rồi, cá khô lâu rồi thì coi như là nhà bà có khi mua lại nha, những cái lớp nó hồ tẩm bằng muối phơi là rỉ mà ăn không ngon bằng mặn. Còn cá từ ngoài biển về phơi lên là được nắng là bao giờ cũng ngon. Còn tẩm hóa chất thì họ chỉ bỏ qua, họ khó rồi không phơi được đâu. Là chỉ còn hai thứ rồi thôi chứ không phơi được đâu. Còn mà phơi thì phơi được nhiều, nhiều thứ nhưng qua không qua hóa chất. Cá khô có thể chế biến được rất nhiều món như sắt nhỏ và hấp cá với gừng, chiên dầu lửa nhỏ, ngào chua ngọt, lát mỏng, xào rau. Nên xào những rau gia vị như cần, tỏi, ớt, hành tây, kho dẻo, nướng. Và món cá khô rang chua ngọt là món ăn không thể bỏ qua bởi nó không chỉ chế biến đơn giản mà còn là một món ăn rất đưa cơm. Chỉ cần với một ít cá khô, khế chua cùng các gia vị như nước mắm, hạt nêm, tỏi, ớt và đường là các bà nội trợ đã có một món ăn để nhâm nhi cùng với gia đình. Để nấu món cá khô rang chua ngọt, đầu tiên chúng ta cho dầu vào, phi tỏi đến lúc vàng, sau đó cho cá vào đảo đều. Khế chua cắt lát cho vào, tiếp đến cho các gia vị vừa đủ,
mùi thơm của cá hòa quyện với chút cay cay, chua chua, ngọt ngọt sẽ là món ăn hoàn hảo cho những ngày se lạnh. Đối với các loại cá khô có trọng lượng lớn, trước khi chế biến, nên ngâm cá khô vào nước vo gạo sạch, giấm loãng hoặc bia. Như thế, cá sẽ đàn hồi trở lại vị tươi và dễ ngấm gia vị bạn ướp sau đó. Cá khô cần ăn nóng cùng với các món thanh nhạt khác. Cá mà cá người ta thường thường nếu như bỏ một cái loại chất gì thì tôi thì không biết là hóa chất đó là hóa chất gì mà không biết là đấy là hóa chất hay không. Nhưng mà ví dụ như cái cá mà người ta thường là bảo lưu lâu ngày ấy, đi trên thị trường ấy, thì có thể người ta bỏ một cái cá gì đó để mà đỡ với ruồi muỗi thôi. Đấy, chứ còn cái lớp cá nhỏ mà để người ta phơi khô thì nó thường nó không nó ít xảy ra. Ít xảy ra với cái hóa chất tác động vào. Những người huyết áp, tiểu đường, tim mạch thì cần hạn chế ăn cá khô vì nó chứa nhiều muối. Sau bữa ăn, cần thanh miệng bằng nước chè. Nếu ăn cá khô biển thì bạn tránh mắc vào sai lầm thường gặp là ăn quả gì đó chua chua cho đỡ tanh miệng. Bởi đồ hải sản nói chung nên tránh dùng với những đồ ăn nhiều vitamin C, hai thứ đó dễ kết hợp thành độc tố trong cơ thể. Cũng như mắm cá đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, cá khô là một món ngon giàu đạm, thân thuộc và đậm đà hương vị quê hương. Vì vậy, để an toàn khi thưởng thức, chúng ta có thể mua cá tươi về chế biến phơi khô. Hãy yên tâm là không cần nắng quá lớn, chỉ cần gió thu bên ban công và chút nắng nhạt hắt vào là có thể phơi được cá khô trong 3 ngày. Có thể cần thêm chút hỗ trợ của lò sấy ở nhiệt độ thấp trước khi cất cá. Một mẹo nhỏ là chúng ta nên tẩm chút ớt bột vào cá trước khi phơi, như thế ruồi muỗi sẽ không bén mảng tới.